Chào tất cả bà con. Mình giới thiệu với bà con một đám 2 hectare 7. Đất có sổ đỏ đầy đủ, đất đỏ 3 gian. Giếng nước ok. Đấy, đất 2 hectare 7 đấy, đất đỏ 3 gian đấy. Có nhà rẫy. Có nhà rẫy, có giếng, có điện. Đấy nhà rẫy đó bà con. Diện tích là 2 hectare 7 nhé. Có nhà rẫy, điện nước, thoải mái. Đất thì quá đẹp. Nước ok luôn. Hiện tại bây giờ gia đình đang trồng bắp. Ai muốn mua để làm vườn cây ăn trái thì quá ok luôn. Đấy, một đám rẫy. Nước thoải mái nhá. Đất cày, đường bao quanh, cách 70m là ra đến đường nhựa đấy. Chất đất này bà con, đất quá tốt luôn, đất đỏ này. Đấy, giếng nước điền ok nhé. Đó, đường bao quanh luôn đấy. Diện tích đất là 2 hectare 7 đấy. Giếng tưới thoải mái luôn. Ai có nhu cầu muốn mua đất, đất đẹp này thì gọi điện thoại cho mình. 097-666-0424. Đất tại huyện Chư Bứ, Gia Lai. Giá 300 triệu 1 hecta. Có thương lượng một xíu. Bao sổ đỏ luôn. Ai có nhu cầu thì mua thì liên hệ theo số điện thoại 097-666-0424. Đất quá đẹp. Điền đường thuận tiện nhé bà con. Đấy, ranh giới đấy. Chỗ nào mà xinh xanh là của người ta. Còn đất đỏ này, đất cay rồi, đỏ đẹp này, của gia đình ấy, cần bán nhá. Ai quan tâm thì kết bạn Zalo theo số điện thoại và đăng ký kênh YouTube cho mình nhá, để cập nhật những miếng đất mới nhất. Đất quá đẹp luôn bà con. Diện tích 2 hectare 7 mà giá có 300 triệu hectare, bao sổ. Ai có nhu cầu mua thì mình mua những cái miếng đất này rất giá trị. Đất quá đẹp. Thân ái chào bà con nhé. Chúc bà con tìm được miếng đất như ý.